Bây giờ hãy cùng học tiếp bài 27, tương với phần 4 bài 20 quyển 2. 第27课. Đầu tiên là từ chuẩn bị. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Chuẩn. Chuẩn. Bị. Bị. Chuẩn bị. Chuẩn bị đón sinh nhật. Chuẩn bị của sinh nhật. Chuẩn bị của sinh nhật. Đang chuẩn bị đây. Chừng chuẩn bị nè. Chừng tại chuẩn bị nè. Mình đi chuẩn bị một chút. 我去准备一下。我去准备一下。 Bây giờ là từ cử hành, tổ chức. 举行。举行。行。行。举行。 Chủy xiến. Tổ chức thế nào? Giờ mất chủy xiến. Giờ mất chủy xiến. Chuẩn bị tổ chức. Chuẩn bị chủy xiến. Chuẩn bị chủy xiến. Không chuẩn bị tổ chức. 不准备举行。不准备举行。 Mình chuẩn bị tổ chức một cái. 我准备举行一个。我准备举行一个。 Bây giờ là từ tiệc, buổi dạ tiệc. 晚会。 Wǎn. Wǎn. Huì. Huì. Wǎn huì. Wǎn huì. Tổ chức dạ tiệc. Chủ xính wǎn huì. Chủ xính wǎn huì. Không hay tổ chức tiệc. 不常举行晚会。不常举行晚会。 Dạ tiệc sinh nhật. 生日晚会。生日晚会。 Một cái dạ tiệc sinh nhật. 一个生日晚会。 一个生日晚会. Cử hành một cái dạ tiệc sinh nhật. 举行一个生日晚会. Mình chuẩn bị cử hành một bữa tiệc sinh nhật. 我准备举行一个生日晚会. 我准备举行一个生日晚会. Tham gia, hãy nghe phản ứng lại. 参加. 参. 参. 加. 加. 参加. 参加. Đến tham gia. Lái tham gia. Lái tham gia. Không đến tham gia. Bù lái tham gia. Bù lái tham gia. Tham gia dạ tiệc, tham dự dạ tiệc.
san chiao oán khuẩy. San chiao oán khuẩy. Tham gia dạ tiệc sinh nhật. Tham gia sinh nhật oán khuẩy. Tham gia sinh nhật oán khuẩy. Bạn cùng đến tham gia, bạn cùng đến tham dự. Ní yé lái tham gia. Ní yé lái tham gia. Hãy nhắc lại, mình chuẩn bị cử hành một buổi dạ tiệc sinh nhật. 我准备举行一个生日晚会。我准备举行一个生日晚会。Bạn cùng đến tham dự được không? 你也来参加好吗? 你也来参加好吗? Lúc nào tổ chức, lúc nào cử hành? 什么时候举行? 什么时候举行? Tối thứ bảy. 星期六晚上. 星期六晚上. Bây giờ là từ giờ. Điểm. Điểm. Từ này đã học trong cụm một chút. Yì điểm. Hãy thử nói một giờ. Yì điểm. Yì điểm. Hai giờ. Lẻng điểm. Lẻng điểm. Tám giờ. 8点 8点 Hãy nhắc lại số 7 7 7 giờ 7点 7点 7 giờ tối 晚上7点 晚上7点 7 giờ tối thứ bảy. 星期六晚上7点. 星期六晚上7点. Hãy nhớ rằng trạng ngữ chỉ thời gian trong tiếng Trung phải nói từ lớn đến nhỏ, không được đảo ngược. Hãy nhắc lại, mình chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. 我准备举行一个生日晚会。我准备举行一个生日晚会。Bạn cùng đến tham gia được không? 你也来参加好吗? Lúc nào tổ chức? 什么时候举行? 7 giờ tối thứ bảy. 星期六晚上7点. 星期六晚上7点. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Một bát canh trứng gà. 一碗鸡蛋汤. Tổng cộng 16 tệ 5 hào. Ý cùng 16 khoai 5 máu. Ở tầng 18 cửa 1. Trụ 18 lầu y mấn. Hiệu trưởng Mã hoan nghênh anh. Mã xiao trưởng hoan nghênh nín. Của mình rất cũ. 我的很旧.
một lọ nước hoa. 一瓶香水. Cái xanh lam. 蓝的. Cửa hàng. 商店. Luôn ở ký túc xá. 总在宿舍. Nhận gửi email. 收发 email. Đang nghe nhạc đấy, hãy dùng 正在 để nhấn mạnh hơn. 正在听音乐呢. Môn văn hóa và môn thể dục. 文化课和体育课. Thay mình mua mấy cái tem. 替我买几张邮票. Làm phiên dịch cho bọn họ. 给他们当翻译. Không vấn đề gì. 没问题. Loại màu đậm hay là loại màu nhạt? 深颜色的还是浅颜色的? Thử một chút dĩ nhiên là được. 事实当然可以. Năm nào tốt nghiệp đại học? 哪一年大学毕业? Năm sau nữa? 后年. Năm nay bao nhiêu? Năm nay bao nhiêu tuổi? 今年多大? Tuổi chó, tuổi cậu. 属狗. 21 tuổi. 21岁. Ngày mấy tháng mấy? 几月几号? Dự định qua thế nào? 打算怎么过? Vừa hay là sinh nhật. 正好是生日. Chuẩn bị cử hành, chuẩn bị tổ chức. 准备举行. 7 giờ tối. 晚上7点. Tham dự dạ tiệc. 参加晚会.